sinh nó là mình trồng, ví dụ như mình trồng một năm có tới chừng 30 năm, chừng 10 năm trở lại nên nó phát triển. Là cái gạo nha, cái gạo ương trong cái gạo. Gạo nó vừa bứt ra cái gốc đây. Có đồ mấy ương cái giấy là mấy láng dài. Có đồ mấy trồng cái gạo ở đây, có đồ mấy dẫn lên đây. Cám mình cám, ấy là mình cám cái nạc lằn lên nó. Mình cám mình nạc lên, có đồ nó trè lên, có mục lên nó. Có đồ mấy chó đó hơi bay. Thì nó nghẹt cái món thì là lâu lâu dọn quét. Dọn quét rớt đó, sửa soạn. Tới chơi gì thì bà con tới thăm chơi thì tới thăm chơi trước là thăm chơi sau nữa là ra xem cái giấy đồ xinh quá đó, đẹp quá đó. Bằng lẫn kêu trồng cái giấy đẹp quá. Coi như ít người mà có trồng cái giấy dài. Giấy đẹp quá. Anh đi. Đây cái đồ cây kia nó mới dẫn qua đây. Cái đây là cát đó hả? Cái cây đây là cát là biết xô hồng hầu cho nó tùng ten cái rồi mê cái chỗ đó có món nó tùng ten quá có món rồi nó vàng xuống hả? Bất sợ nó bất món có bất cưa ngon ở chỗ đây. Chứ không thể nào đó có sét mà nát nó còn có sét nát đó. Dạ. Tôi tới đâu đây thì còn một cây nữa. Còn một cây. Đây cái đây. Thì thân chính bắt đầu thân chính mình phất hay. Thân chính á. Mình phất hay cái đồ phất trụi hay. Phất trụi hay cái đồ coi như bắt đầu là thân chính cái thân mờ, thân mười mẫu cái thân chọp là nó ra. Nó ra nó giờ ra cái là nó có đâm thân. Tâm trạng của bác thì thấy nó vui vẻ, thấy cảnh nó vui vẻ. Đấy là mình sửa soạn biết đó, mình thấy nó vui vẻ. Coi như qua giấy nó lên như là nó đẹp mà nó không lên thì cái nhà nó trụi lũi, nó trụi nó trụi thời gian tháng 9 mình phất nó trụi thời gian nửa tháng thôi, rồi nó nứt lá rồi nó lùng lên, nứt lá rồi lùng lên cái đồ nó mới giờ lằn, cái đồ nó mới giờ lằn xuống nó mới trụi bẩn, thì nó ra tự nó ra cái đồ mình cũng chăm sóc là mình coi thử cái là nó cái nó giờ cái nó ngán thì mình tiện cái giờ đó cho nên nó đồng bèn mới cái ngán đó cho nên nó vừa chứ mà nó đẹp biết mẹ mà cái này còn bây giờ mùa hè ngán quá nó mới đẹp á chứ cả mà thân hơi thân ba đó thân thứ tư đời ngán quá ngày hè đó mùa hè đó nó ít đẹp chứ cả thân riêng thân hơi đó nó rọc nó xinh lắm đẹp lắm. Rớt cái đống bông giấy đẹp chứ còn rớt gì thì nó không bèo rớt bông giấy. Ngủ dậy là ngó ra cửa sổ là có hoa giấy là hoa giấy là rất đẹp là coi như ngủ thơ dậy là mở cửa ra là thấy hoa giấy.